hỏi em chị cái. Alo,
Làm xong chán rồi. Chán rồi hả? Đây nè mọi người, đây là số cái ổi mà nãy giờ mình hái được như đây nha các bạn. Mình sẽ ăn với muối ớt siêu cay của mình nè. Thấy là chảy nước miếng rồi đó nha. Trái này bị con chim nó ăn hết miếng nha các bạn. Rồi, mời mọi người ăn trái ổi nha. Thèm quá, nuốt nước miếng rồi đó. Mời các bạn. Quá đã. Ổi này rất là thơm nữa các bạn. Rất là ngọt. Thấy đỏ om không? Con kiến này nữa chứ. Rất là phê. Ở bên đây.